Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của An Phát. Anh em nào ở đây đang muốn tìm cho mình một chiếc laptop gaming chất lượng tốt này, cũng như là cấu hình phải phục vụ được nhu cầu chơi game, làm việc nhưng mà giá thành thì lại phải rẻ, thì chắc chắn không thể bỏ qua GF63 Thin, một mẫu laptop đến từ thương hiệu MSI với mức giá siêu ngon chỉ từ 15 triệu đồng. Và ở đây thì mình đang có hai phiên bản với hai cấu hình hoàn toàn khác nhau. Giờ thì cùng mình khám phá chiếc laptop thú vị này nhé. Không hầm hố nặng nề như những chiếc laptop gaming trên thị trường, MSI GF63 Thin mang vẻ ngoài rất riêng, hiện đại, thanh lịch và di động hơn rất nhiều. Phần mặt lưng vẫn giữ nguyên thiết kế xước phay, kết hợp với logo dòng đỏ đặc trưng. Mặt dưới với khe thông gió hình chữ X ẩn vô cùng độc đáo, tạo nên sự mạnh mẽ, nam tính của dòng máy chơi game đỉnh cao này. Và toàn thân máy thì được làm từ lớp vỏ nhôm nguyên khối, cứng cáp, mỏng nhẹ, giúp bảo vệ lớp ngoài chống chảy xước, tăng tuổi thọ cho chiếc laptop. Cùng với đó là thiết kế tối giản với duy nhất tông màu đen thanh lịch. Tổng thể hoàn thiện thì cực kỳ chắc chắn và các bạn dễ dàng mở máy bằng một tay. Và đúng như cái tên của em nó, GF63 Thin là một chiếc laptop gaming mỏng nhẹ đúng nghĩa. Giống như phiên bản cũ thì GF63 mỏng 21.7mm và nặng chỉ 1,86kg, một mức cân nặng cực kỳ lý tưởng đối với một chiếc laptop có kích thước màn hình là 15.6 inch nhưng lại rất gọn gàng, phù hợp với những ai làm về các công việc sáng tạo hay phải di chuyển nhiều. Và nhìn chung thiết kế của GF63 Thin vẫn mang đặc trưng của dòng laptop gaming MSI, không có quá nhiều thay đổi so với phiên bản cũ. Và khác biệt lớn nhất ở phiên bản mình đang có ở đây chắc chắn là CPU. Một phiên bản thì sẽ được trang bị CPU Intel Core i5 11400H, phiên bản cao cấp hơn thì sẽ là Intel Core i7 11800H. Và nếu anh em chỉ dùng để chơi game đơn thuần thì chỉ có thể lựa chọn phiên bản dùng chip i5. Còn nếu muốn đa dụng này, vừa làm việc vừa chơi game thì dùng chip Core i7 là hợp lý. Và cả hai phiên bản đều được trang bị RAM DDR4 với dung lượng là 8GB. Các bạn có thể nâng cấp tối đa lên đến 64GB. Ngoài ra, ổ cứng 512GB SSD hỗ trợ download game nhanh chóng. Và điểm cộng cho hiệu năng của máy là sở hữu card đồ họa GTX 1650 Max Q 4GB giúp tối ưu hóa hiệu suất và nhiệt độ, đảm bảo cho chiếc laptop của các bạn có thể cân được các tác vụ từ chơi game giải trí đến xử lý đồ họa đơn giản. Và theo nhà sản xuất thì MSI GF63 Thin sở hữu hệ thống tản nhiệt có khả năng làm mát tốt hơn và đỡ ồn hơn so với các thiết bị khác tới 10%. Và với các khe tản nhiệt được bố trí xung quanh máy, đảm bảo cho GF63 tản nhiệt hiệu quả, các bạn sẽ không phải lo đến việc máy quá nóng dẫn đến hiệu năng giảm khi chơi game lâu. Và bên cạnh cấu hình thì màn hình sẽ là một yếu tố mà người dùng quan tâm. Chiếc laptop gaming GF63 Thin với phiên bản mình đang có ở đây thì được trang bị màn hình với kích thước 15.6 inch, màn hình Full HD đem đến hình ảnh hiển thị sắc nét. Ngoài ra còn được trang bị tấm nền IPS với tần số quét là 144Hz cùng phần viền màn hình mỏng sẽ cho các bạn góc nhìn siêu rộng khi chơi game, xem phim, giải trí, cũng như có thể chỉnh sửa hình ảnh hay có thể thiết kế trên chiếc màn hình này. Và xuống đến phía bên dưới là phần bàn phím với layout quen thuộc, không có cụm phím số, phím cho độ nảy tốt, tuy nhiên hành trình phím hơi ngắn một chút. Ngoài ra, bàn phím còn được trang bị LED màu đỏ cực kỳ gaming, phong cách đặc trưng của MSI. Bên cạnh đó là phần trackpad có kích thước vừa phải, cảm giác vuốt khá mượt. Ngoài ra, được đặt hơi lệch về phía bên trái, tạo không gian cho chiếu nghỉ tay bên phải rộng hơn. Và cạnh trên của laptop thì sẽ được trang bị webcam chất lượng 720p để các bạn có thể học online hay video call. Và ở đây thì GF63 sẽ được trang bị đầy đủ hệ thống các cổng kết nối cần thiết, bao gồm cổng nguồn, 3 cổng USB Type-A, 1 cổng HDMI, 1 cổng mạng LAN RJ45, 1 cổng USB Type-C, 1 jack cắm tai nghe, đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dùng khi kết nối với các thiết bị ngoại vi bên ngoài. Tổng kết lại thì MSI GF63 Thin là một chiếc laptop gaming thanh lịch hiện đại và với hai phiên bản mình đang có ở đây chắc chắn sẽ là lựa chọn lý tưởng cho nhiều anh em. Và cuối cùng sẽ là phần test game và test hiệu năng của máy để các bạn có thể tham khảo.